Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tôi đang có mặt tại vườn hoa Tố Hữu của thành phố Hải Phòng để ghi lại một số hình ảnh của chương trình thi biểu diễn kỳ lân sư tử của toàn quốc diễn ra vào ngày 27 tháng 5 năm 2022 tại thành phố Hải Phòng và là tại vườn hoa Tố Hữu. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tôi tiếp tục đi xem chương trình thi kỳ lân như thế nào. Mời quý vị và các bạn. Phía sau biểu tượng của vườn hoa Tố Hữu là khu vực cảng Hải Phòng. Trước kia khu vực này nó là cảng chính của cảng Hải Phòng. Bên tay phải màn hình các bạn là cổng 4 dành riêng cho thủy thủ người nước ngoài. Còn phía bên tay trái của các bạn là cổng 5 để xe ra vào chở hàng và công nhân của cảng đi ra vào. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là vườn hoa Tố Hữu. Trước kia đây nó là bãi bóng Bua Lan ở cảng. Sau đó năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố thu hồi lại cái bãi bóng này và làm thành vườn hoa Tố Hữu theo dãy vườn hoa trung tâm từ trên vườn hoa Tăng Kỳ về đến vườn hoa Tố Hữu. Đây là vườn hoa Tố Hữu. Đấy, một số công nhân của công ty môi trường, công ty cây xanh đang tưới nước cho cây đây. Đấy, toàn bộ đây là cây xanh và các khu bên công ty môi trường đang quét dọn sạch sẽ các khu vực vườn hoa Tố Hữu. Đấy, xa xa phía trước mặt thì các bạn kia là một tòa nhà cung man, trước kia là trường cấp 3 Ngô Quyền, trước kia nó là trường cấp 3 Trần Phú, hiện bây giờ trường cấp 3 Trần Phú là chuyển về đường Lê Hồng Phong, nhường lại cái chỗ trường cấp 3 Trần Phú cũ này để xây một cái khách sạn rất là lớn. Khách sạn này là thuộc hệ khách sạn 5 sao. Đấy, phía xa xa các bạn kia là có cái ô dù che ở giữa sân đấy, là khu trung tâm chuẩn bị xảy ra sự kiện hội thi múa kỳ lân của toàn quốc. Trước mặt các bạn là đội chống nhảy để chuẩn bị mở màn cho cuộc biểu diễn buổi chiều hôm nay. Thứ hai năm 2022, xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, nhân dân và du khách cùng đón xem tiết mục biểu diễn chống trận đơn vị biểu diễn võ đường Đặng Đình Hòa, thành phố Hải Phòng. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
được trân trọng cảm ơn phần biểu diễn của các vận động viên đến từ võ đường Đặng Đình Hòa, thành phố Hải Phòng. Các đoàn vận động viên chú ý. Nghiêm! Lễ khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ Lân Sư Rồng Quốc gia lần thứ 2 năm 2022 xin phép được bắt đầu. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, mời toàn thể nhân dân và du khách đứng lên chỉnh trang trang phục thực hiện nghi lễ chào cờ. Trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên, thưa toàn thể nhân dân và du khách, được sự ủy nhiệm của Tổng cục Thể dục Thể thao và sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa và Thể thao đăng cai tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ Lân Sư Rồng Quốc gia lần thứ 2 năm 2022 thông qua giải đấu với mục đích thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu môn Lân Sư Rồng nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, thể thao của dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và thể thao của nhân dân, tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị địa phương trên cả nước, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, giải đấu còn là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng Hải Phòng và hưởng ứng lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2022. Tới dự lễ khai mạc giải ngày hôm nay, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu. Về phía Tổng cục Thể dục Thể thao, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Thể dục Thể thao Quần chúng, Tổng cục Thể dục Thể thao. Xin trân trọng giới thiệu, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng. Xin trân trọng giới thiệu, bà Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, trưởng ban, ban tổ chức giải. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu đại diện cho các sở ban ngành của thành phố Hải Phòng, các đồng chí trong ban tổ chức, ban trọng tài, phóng viên các cơ quan báo chí của Trung ương và thành phố cùng trưởng đoàn, huấn luyện viên đại diện cho 17 câu lạc bộ võ đường đến từ 11 tỉnh, thành phố trong cả nước về tham dự giải. Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng phát biểu khai mạc giải. Trân trọng kính mời bà. Kính thưa đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Thể dục Thể thao Quần chúng, Tổng cục Thể dục Thể thao. Kính thưa đồng chí Đặng Danh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thể dục Thể thao Quần chúng, Tổng cục Thể dục Thể thao. Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đoàn vận động viên và toàn thể nhân dân, thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Thể dục Thể thao và sự đồng ý cho phép của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đăng cai tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ Lân Sư Rồng toàn quốc, đẩy mạnh cuộc vận động phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại năm 2021-2030 lần thứ 2 năm 2020. Tôi yêu cầu các đơn vị liên quan và các thành viên ban tổ chức phối hợp chặt chẽ, tổ chức chu đáo, đảm bảo an toàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để
giải diễn ra thành công, đạt kết quả cao nhất, được đăng cai tổ chức giải. Xin cảm ơn các cơ quan phóng viên, các cơ quan truyền thông đã về đưa tin kịp thời cho giải đấu. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc giải quốc gia vô địch câu lạc bộ Lân Sư Rồng lần thứ 2 năm 2022. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời vận động viên Dương Bá Nam, đơn vị võ đường Đặng Đình Hòa, Hải Phòng, thay mặt cho các vận động viên tham dự giải lên tuyên hứa. Xin mời vận động viên. Lời hứa vận động viên, tôi Dương Bá Nam, vận động viên đơn vị Hải Phòng, thay mặt các vận động viên thi đấu tại giải vô địch các câu lạc bộ Lân Sư Rồng quốc gia lần thứ 2 năm 2022, xin hứa thực hiện nghiêm túc điều lệ giải và các quyết định của ban tổ chức, ban trọng tài, quyết tâm đem hết sức mình thi đấu với tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ để góp phần nào thành công của giải. Xin hứa. Tôi Nguyễn Hồng Phúc, trọng tài Lân Sư Rồng quốc gia, thay mặt lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ tại giải các vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2022 lần thứ 2 tổ chức tại thành phố Hải Phòng, xin tuyên thệ chúng tôi sẽ thực hiện những nhiệm vụ của mình tại giải với thái độ khách quan, vô tư, luôn tôn trọng và bảo vệ những luật lệ quy định của ban tổ chức trên tinh thần thể thao chân chính và cao thượng. Xin lỗi. Xin cảm ơn. Chào cờ xong thì các đoàn vận động viên tiếp tục về vị trí tập kết để chuẩn bị cho môn thi đấu của mình. Đây là toàn bộ ban trọng tài Lân Sư Rồng. Sau khi chào khán giả và các vị lãnh đạo xong thì trọng tài sẽ về vị trí mình để chuẩn bị chấm điểm. Đội Hồng Anh Đường chuẩn bị vào sân thi đấu. An Giang,
Hồng Anh Đường, An Giang hoàn thành bài thi với thời gian 7 phút 12 giây. Thank you.
3 và số 3 8,15 và sang thi đấu. Thank you.
Thời gian thi đấu hội đoàn Thảo Dũng Đường đến từ thành phố Hồ Chí Minh vào trận thi đấu. Thank you.
9 phút 16 giây, đủ thời gian quy định. Số đoạn tác khó: Đoàn Hà Dũng. Đăng ký 10, hoàn thành 10. Tổng điểm trừ của đoàn Hà Dũng Đường